Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cài đặt cái phần mềm Kelsey lập trình cho cái dòng vi điều khiển là 8051 và cái dòng vi điều khiển ARM. Thì sau khi các bạn tải cái phần mềm này trên mạng từ cái link mình gửi thì các bạn sẽ được 3 file, một file là RAC, một file là cài đặt cho cái dòng 8051, một file cài đặt cho cái dòng là ARM. Thì đầu tiên ta sẽ tiến hành cài đặt cái file cho cái dòng vi điều khiển là 8051. Thì sau khi các bạn cài đặt cái file này xong á, thì các bạn sẽ lập trình được một số dòng vi điều khiển. Trong đó có dòng vi điều khiển là 8051. Thì các bạn double click vào để tiến hành cài đặt. Bạn chọn Net. Bạn chọn IRE. Chọn Net. Đây là cái file lưu trữ sau khi các bạn cài đặt xong á, thì nằm trong ODC các bạn. Net. Thì điền một số thông tin của các bạn vào đây. Name nè, công ty, rồi là cái địa chỉ email của bạn. Chọn Next. Chọn Finish. Bạn đóng cái này lại thôi. Sau khi cài đặt cái file mà cho cái dòng vi điều khiển 8051 xong, chúng ta tiến hành cài cái file cho dòng ARM. Bạn chọn Net, chọn IRE, chọn Net. Thì đây cũng là cái file lưu trữ sau khi mà nó cài đặt. Thì nó ở trong ODC luôn các bạn. Thì mình cứ để mặc định nó thôi. Chọn Net. Chọn Net. Thì quá trình cài đặt bắt đầu. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn chọn phím nhiệt. Rồi bạn tắt cái file này đi luôn. Rồi. Bạn chờ một tí xíu, nó hiện lên một cái đây. Nó hiện lên một cái bug in tuner là nó tiến hành là cài đặt cái dòng ARM mà nó còn thiếu cho phần mềm Kelsey. Thì các bạn cứ tắt cái file này đi đi. Một tí nữa mình rắc xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cài đặt cái dòng ARM nó còn thiếu cho cái phần mềm Kelsey. Các bạn tắt nó đi. Chọn Yes. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rắc. Thì các bạn ra cái giao diện desktop nè. Các bạn thấy cái phần mềm Kelsey đây. Các bạn mở cái phần mềm này lên dưới quyền là Run Admin. Đây. Thì bạn chú ý là bạn phải mở phần mềm bằng Run Admin thì bạn mới rắc thành công được. Đây là giao diện của phần mềm Kelsey. Thì để rắc đó, các bạn vào file, các bạn chọn license. Đây, thì tại cái ô là CID, các bạn copy đi với dòng chữ này. Rồi các bạn mở cái file rắc lên, đây. Các bạn mở cái file là kran. Bạn mở dưới cái quyền là run admin luôn nha các bạn. Đây, rồi. Rồi bạn bát cái dòng mình vừa copy ở cái phần mềm Kelsey á, bạn bát vào đây. Rồi các bạn chọn Run Array thì nó sẽ tạo cho mình một cái key. Thì bạn copy cái key này nè vào cái phần mềm Kelsey. Đây vào cái chỗ mà LIC. Bát. Rồi các bạn chọn Add.
thì lúc này nó báo cho mình đã thành công. Thì các bạn close lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái một số cái dòng AM nó còn thiếu cho cái phần mềm KC. Thì các bạn thấy cái biểu tượng Bug Installer đây, các bạn bấm chuột trái vào thì nó sẽ hiện cho mình một cái giao diện cài đặt. Thì đây là cái giao diện cài đặt của một số dòng AM mà cái phần mềm KC nó còn thiếu. Thì mình quan tâm đến cái dòng ATM thì các bạn liên con chuột xuống đây. Đây, dòng ATM ở đây. Thì các bạn thấy đây một số dòng ATM. Thì bạn muốn cài đặt cái dòng ATM nào thì các bạn chọn chuột trái cái dòng ATM đó. Đây, xong rồi bạn nhìn bên cái ô action nè. Bạn thấy hai cái hàng đầu tiên á, cái chỗ một cái file mà ship gạch DFB nè, với cái phần mà ATM32 Nucleo. Thì bạn muốn cài hai cái này á, thì bạn bấm vào Intune bạn cài. Đây, bấm Intune cái dòng thứ nhất nè. Đó, thì nó hiện cái ô màu xanh lên và chữ Intune này á, nó bị ẩn đi. Thì nó báo cho mình là đang tiến trình cài đặt. Thì các bạn cứ chờ một tí xíu. Sau khi mà nó cài đặt xong, nó hiện cái dòng chữ up to date cho mình. Thì lúc đó nó báo cho mình đã cài đặt xong. Đấy, nó hiện lên cái up to date cho mình thì mình đã cài đặt xong. Còn cái Intune ở dưới là nó cài đặt cái bo các bạn cái Intune nó luôn. Rồi. Rồi nó đã cài đặt xong. Rồi bây giờ mình quan tâm đến cái dòng STM F1 nè. Đấy, thì mình muốn lập trình cái dòng mà TMF103C6 đây. Thì mình sẽ tiến hành cài đặt cho cái dòng TM32F1. Thì các bạn bấm chuột trái thấy cái màu xanh hiện lên. Xong rồi bạn qua bên đây nè. Đó, bạn thấy cái dòng đầu tiên á, là nó chưa có cài. Thì bạn bấm vào chữ Intune. Đấy, thì nó sẽ tiến hành cài đặt cho mình. Thì quá trình cài nhanh hay chậm là do cái cấu trúc của con này nó lớn hay là nhỏ và cái mạng của mình nó là yếu hay mạnh thì nó sẽ cài nhanh hay chậm. Đấy, thì quá trình cài đặt kết thúc. Thì vừa rồi mình đã chỉ các bạn là cài đặt số dòng AM cho cái phần mềm KC khi mà cái phần mềm này nó còn thiếu. Thì tương tự bạn muốn cài cái dòng AM nào nó còn thiếu thì các bạn cứ bấm chuột trái vào nó hiện ô xanh lên. Thì các bạn cứ cài cái chỗ mà file là DFB đây. Intune với chỗ mà DFB này thì nó sẽ cài cái thư viện của một cái dòng AM này cho cái phần mềm KC để chúng ta tiến hành lập trình. Rồi các bạn đóng này lại. Đây các bạn chọn Z nè, nó đã cài đặt xong. Rồi là mình sẽ tạo một cái project mới để kiểm tra coi cái việc cài đặt của mình nó có đúng hay không. Thì các bạn vào project nè, các bạn chọn new thì mình đặt là ví dụ mình chọn sale. Lúc này nó hiện lên cho mình là cái khúc yêu cầu mình là chọn cái dòng vi điều khiển lập trình. Thì đây là hai cái dòng vi điều khiển mình hồi nãy là mình đã cài đặt đây. Đây cái dòng STM32F1 và dòng STM32F0. Đấy. Thấy bạn muốn chọn cái dòng vi điều khiển nào thì bạn chọn cái ô xanh hiện lên thì bạn chọn OK. Rồi. Còn một cái nữa các bạn liên con chuột tới cái chỗ mà cái mũi tên sổ xuống nè. Các bạn nhấn chuột trái vào thì nó có một cái là database. Thì các bạn chọn database thì các bạn thấy đây một số dòng vi điều khiển mà khi mà chúng ta cài đặt cái file mà cài đặt cho cái dòng vi điều khiển tốc 051 á thì nó sẽ hiện một số cái dòng vi điều khiển ở đây. Ví dụ như giờ bạn chọn cái con 89S52 đi thì nó sẽ hiện ra là 8AT89S52 cho mình. Thì chỗ này nó hiện là microchip. Thì do là microchip mua lại của Atmel nên là chỗ này á bây giờ là cái con AT89S52 này còn là của microchip.
Thấy vừa bạn chọn AT8952 bạn chọn OK, thì lúc này nó sẽ tạo cho mình một cái reset mới. Và cái con vi điều khiển mà mình lập trình là cái con AT8952 này. Đấy. Rồi OK. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm KLC cho cái dòng vi điều khiển là 8051 và dòng AM. Thì trong khóa học của mình sẽ sử dụng cái phần mềm KLC này để lập trình cho cái con 89S52 và cái con STM32F103C6. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.